Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay thì Vũ Quang cập nhật một số thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là nước cờ mới đến từ ngài Putin. Chúng ta đều biết là xung đột tại Ukraine nó vẫn là tâm điểm chú ý của toàn cầu và nó cũng quyết định vận mệnh của thế giới sẽ chuyển giao từ đơn cực sang đơn cực. Và Ukraine thì đang tuyên bố là một trong những quốc gia đang tiên phong chiến đấu với Nga vì sứ mệnh của NATO, giúp cho tập thể phương Tây tìm lại chính mình, giúp cho tập thể phương Tây không bị đổ máu, bởi Ukraine đang đổ máu. Thế thì ở trong cái phút người ta gọi là 89, thì bỗng dưng là ông Putin đi một nước cờ, khiến cho tập thể phương Tây phải ngả mũ thán phục. Đúng phút thứ 89, quan trọng nhất, cam go nhất, căng thẳng nhất, thì ông Putin đi một nước cờ. Đó là nước cờ thu hồi nợ nước ngoài. Đó chính là cái quyết định vào cuối tháng 12 năm 2022. Thì ông Putin đưa ra một cái sắc lệnh là chấp nhận các đối tác thanh toán cho Nga bằng đồng ngoại tệ. Và đơn giản là bất kể một tập thể phương Tây nào, quốc gia nào mà không thanh toán cái hợp đồng khí đốt cho Nga ấy, theo đúng thời hạn hoặc chây lì không thanh toán, việc đơn giản đầu tiên của gấu Nga là tiếp tục khóa vàng và không bán khí đốt cho những quốc gia đấy nữa. Nhưng yếu tố này thì cũng chưa phải yếu tố quan trọng, vì tập thể phương Tây đang gì ạ? Đang dần tìm mọi cách để thoát ra khỏi nguồn năng lượng của Nga mà. Có đúng không? Nhưng cái yếu tố chết người nó nằm ở chỗ là nếu như các quốc gia phương Tây mà không thanh toán các khoản nợ bằng ngoại tệ cho Nga ấy, thì các quốc gia phương Tây tự động dần mất đi uy tín của mình ở trên vũ đài quốc tế và là con đường tuyệt vời nhất để phi đô la hóa. Nếu như trước đây phía Nga bắt thanh toán đồng rúp thì nó là một cái cớ để cho những đối tác còn nợ Liên bang Nga ấy, là không thanh toán. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì cho phép thanh toán bằng đồng ngoại tệ mà bản thân những đối tác đấy vẫn không thanh toán, thì chúng ta tự biết làm sao để an toàn cho ngân khố quốc gia của mọi quốc gia trên toàn cầu. Nếu như vẫn tiếp tục giao dịch bằng đồng đô la, số lượng lớn và tích lũy số tiền đấy, đồng nghĩa với câu chuyện quốc gia đó sẽ bị nguy cơ ăn cướp đến từ tập thể đơn cực. Vậy thì trong câu chuyện là phi đô la hóa thì thế giới đơn cực không tồn tại. Đây được coi là một nước cờ hiểm hóc khôn ngoan trong phút thứ 89 mà ông Putin tung ra. Nhưng tung ra đúng vào cái giai đoạn nó cam go cho chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra ở tại Ukraine khi bước sang năm 2023 và thời tiết cực đoan đang dần tới với lại châu Âu và tới với lại Ukraine, và có nhiều cái hướng đi mới cho cái cuộc xung đột này. Như là tình báo của phương Tây cùng với Kiev vẫn đưa thông tin là phía Nga đang chuẩn bị một kịch bản để tổng tiến công vào lãnh thổ Ukraine theo các hướng, trong đó có cả sử dụng máy bay chiến đấu ném bom tầm xa này, đã được sẵn sàng cho kế hoạch của năm 2023. Trong quá trình đó thì thì lực lượng vũ trang Ukraine đang bị cạn kiệt đạn dược, khí tài không tương xứng ở ngoài chiến trường. Hậu cần của Ukraine thì đang bị gián đoạn trầm trọng. Sau đó thì phương Tây đã đưa ra một quân bài cũng được coi là một nước cờ vượt qua lằn ranh đỏ, là thay đổi về kịch bản viện trợ vũ trang cho Ukraine là những xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ, những xe tăng hạng nhẹ bắt đầu phương Tây sản xuất và viện trợ cho Ukraine. Vậy thì ngày hôm nay bản thân tập thể phương Tây lưỡng đầu thọ địch, không biết là giải quyết tất cả mọi tình hình như thế nào để giữ lại vị thế uy tín của mình, vì Nga đưa một nước cờ nó quá hiểm hóc. Đủ thời gian cho tập thể phương Tây, cho những đối tác của Nga đang nợ tiền Nga đấy, chuẩn bị để trả nợ cho Nga. Còn nếu không trả nợ thì anh chị tự biết là đồng ơ và đồng đô nó sẽ mất uy tín ở trên vũ đài quốc tế. Đây là một nước cờ để Nga đi khẳng định với thế giới rằng hiểu thế nào gọi là đơn cực, độc tài, không tuân theo luật pháp quốc tế và công ước Liên Hợp Quốc
yêu quốc và cũng không tuân thủ tất cả những luật pháp trong vấn đề tự do thương mại, mà sẵn sàng phương Tây sẽ đơn phương chặn dòng nước, chặn dòng tiền để bóp nghẹt bất kể một quốc gia nào trên thế giới. Đây mới gọi là những nước cờ hiểm hóc. Thế trong quá trình mà đi những nước cờ hiểm hóc như vậy thì báo chí của UK và của phương Tây không ngừng đưa thông tin sự mất mát đến từ quân đội Liên bang Nga. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, sự mất mát đó lại dành cho Ukraine trong những cuộc phản công thất bại vào chiến hào của Nga. Rồi tiếp nữa là dự đoán Nga đang có dấu hiệu rút quân khỏi Bakhmut. Thì đến bây giờ cái việc dấu hiệu rút quân khỏi Bakhmut lại dành cho Ukraine chứ không phải dành cho Liên bang Nga nữa. Nhưng ngày hôm nay ông Zelensky có nói là Nga đang dồn lực lượng để giành thành phố chiến lược ở miền đông Ukraine. Nga đang mở một đợt tiến công mới với cường độ mạnh hơn nhằm vào đó là Sodera, thành phố gần chảo lửa Bakhmut ở miền đông Ukraine. Cũng không hình dung được là phía Nga đến thời điểm hiện tại lấy đâu ra nhiều Iskander, nhiều tên lửa hành trình Kalib để mà thực hiện tấn công quy mô lớn cùng với hệ thống pháo phóng loạt và UAV tự sát. Theo như quân số mà chính quyền Kiev đưa ra thì đến thời điểm hiện tại Nga không thể còn những vũ khí khí tài để mà thực hiện cho các cuộc phản công quy mô lớn, không còn nữa. Lực lượng Nga tập trung nỗ lực lớn nhất của họ vào Soledad. Tình hình vô cùng khó khăn, gần như không còn bức tường nào nguyên vẹn. Mọi thứ bị phá hủy hoàn toàn, nơi này gần như không còn sự sống. Tổng thống Ukraine Zelensky chia sẻ việc này. Ông cho biết thêm là chính quyền của ông đang nỗ lực để đưa những khí tài mà các nước đồng minh, đối tác đã cam kết viện trợ ra tiền tuyến một cách sớm nhất. Cố gắng đưa ra, tại sao phải cố gắng? Bởi vì tuyến hậu cần đang bị gián đoạn vì Nga phá hủy những cơ sở trọng yếu của Ukraine, đặc biệt là năng lượng. Ông cho biết thêm là chính quyền trước đó này, ông nói rằng là các khu vực giao tranh xung quanh thành phố chiến lược Bakhmut và Soledad ở tỉnh Donetsk đang là một trong những nơi đẫm máu nhất trên toàn tuyến. Không có mảnh đất nào nằm giữa hai thành phố này là không có lực lượng Nga đang sẵn sàng chiến đấu đến cuối cùng, ông Zelensky nói. Theo ông Zelensky thì quân đội Ukraine phải căng mình đối phó với cuộc tập kích không ngừng của Nga nhằm vào thành phố, từ đó giúp Ukraine có thể có thêm rất là thời gian. Soledad là một vùng công nghiệp nằm cạnh thành phố chiến lược đó là Bakhmut khoảng 18 km. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine thì Nga đang tập trung một lực lượng binh lực và hỏa lực nhằm kiểm soát thành phố Soledad. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát thành phố trước đó. Tuy nhiên, một số đơn vị của lực lượng quân tư nhân của Nga là Wagner nhanh chóng trở lại triển khai những chiến thuật mới, khiến cho lực lượng vũ trang Ukraine gặp khó khăn trong vấn đề đó là tác chiến. Đây người ta gọi là liên hoàn cước dành cho Ukraine và lỗi thất vọng dành cho tập thể phương Tây. Thế thì trong bối cảnh đang căng thẳng thì chúng ta biết là Nga cũng hạ đó là ba cái chiến hạm, trong đó có một cái tàu ngầm đấy, đó có một cái gọi là chiến hạm Gorkov cũng đã được đưa vào đôi trực chiến trong một cái hành trình dài. Và trong hành trình này thì khinh hạm đô đốc Gorkov tập trận đó là phòng không. Đây là một trong khinh hạm mang theo tên lửa siêu vật động. Thủy thủ đoàn của khinh hạm đô đốc hải quân Liên Xô Gorkov đã tiến hành tập trận phòng không ở biển Na Uy theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ. Thủy thủ của đoàn của khinh hạm đô đốc hải quân Liên Xô Gorkov đã tiến hành diễn tập đẩy lùi cuộc tấn công đường không của kẻ thù giả định ở biển Na Uy trong điều kiện khí tượng thủy văn đó là khó khăn. Cần lưu ý rằng với sự trợ giúp của máy tính mô phỏng tình huống chiến thuật với việc đánh bại các mục tiêu giả định trên không bằng vũ khí phòng không của khinh hạm đã tiến thành tập trận đẩy lùi vũ khí tấn công đường không, tên lửa hàng không và tên lửa chống hạm của đối phương. Đây là một trong những màn phô diễn để dằn mặt Hoa Kỳ ở khu vực Đại Tây Dương.
phân đội của đài chỉ huy phòng không thực hiện chỉ dẫn điều động tàu này, thành viên các chốt chiến đấu phát hiện tiêu diệt hỏa lực phòng không và vô tuyến điện tử đã thực hiện việc phát lệnh và tiếp nhận chỉ định mục tiêu cũng như là diễn tập sử dụng vũ khí của tàu. Đang nóng nhất thì lại xảy ra câu chuyện này. Bộ Quốc phòng cho biết thêm là trong cuộc tập trận sóng ở biển Na Uy ở cấp Ma 4, tốc độ gió lên tới 20 mét trên giây. Chuyến hải trình của phân đội gồm khinh hạm đô đốc Hải quân Liên Xô là Goldkov và tàu chở dầu hàng hạng trục đó là Kama được thực hiện dưới sự chỉ đạo của chỉ huy phân đội tàu mang tên lửa thuộc hạm đội đó là Phương Bắc. Thuyền trưởng đó là cấp 1 đưa về cái thông tin này, chia sẻ về cái thông tin này. Tức là trong cái thời điểm mà nóng nhất trong Ukraine và cái nước cờ mà ông Putin đi, nó đã đẩy phương Tây vào một thế khó khăn đưa ra những quyết định. Nhưng đến bây giờ thì họ vẫn đang quyết định là bắt buộc phải tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Ukraine để làm sao Nga phải suy yếu. Nhưng không biết làm sao để Nga phải suy yếu thì họ chỉ biết rằng phải viện trợ cho Ukraine thì Nga tự động suy yếu. Trong khi phần còn lại của thế giới thì lại không đi theo Hoa Kỳ. Thì cơ hội để cho Nga suy yếu là con số 0 tròn trịnh. Chứ làm gì có cơ hội nè. Zelensky thì bị tố đang chuẩn bị cho một cuộc chiến mới. Zelensky có thể phải đối mặt với một cuộc chiến mới với các nhà tài phiệt Ukraine trong năm nay. Nhà báo phụ trách chuyên mục của báo Thổ Nhĩ Kỳ nhận định việc này. Như tác giả nhận xét là sau khi chiến dịch đặc biệt của Nga nổ ra ở Ukraine bắt đầu một thời kỳ bất ổn chính trị, trong đó Zelensky, người hứa mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước, vẫn tiếp tục đó là đổ máu. Do không có khả năng tự mình đưa ra quyết định mà chỉ cố gắng duy trì thiện cảm giành được trên thế giới thông qua tuyên truyền cũng như là làm theo từng lời nói của chính quyền các nước phương Tây. Kể cả trong vấn đề đàm phán với Moscow, Zelensky đã không tích lũy được bất kỳ kinh nghiệm nào trong một năm cực kỳ là gây cấn như năm 2022. Mọi thứ ông Zelensky nói đều dựa trên cố vấn của Nhà Trắng. Ông không có quyết định gì cho vận mệnh đất nước của mình. Ông cho rằng những tuyên bố của người lồng tiếng cho Zelensky về nhu cầu thành lập chế độ quân chủ ở Ukraine không phải là ngẫu nhiên mà hướng đến các nhà tài phiệt địa phương, những người đã thua lỗ hàng tỷ đô la và nhiều người trong số họ đã rời bỏ đất nước. Nhà báo chuyên mục bày tỏ ý kiến rằng ở Ukraine năm nay sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng chính trị rất lớn. Bắt nguồn từ Zelensky, người sẽ tiếp tục chính sách phi tài phiệt hóa và đi theo con đường xa lánh những tài sản thuộc về các nhà đó là tài phiệt. Zelensky, người nợ các nước phương Tây hàng tỷ đô la và đang suy nghĩ làm thế nào để trả nợ cho số vũ khí mà mình nhận được, dường như sẽ tìm lối thoát ở các mỏ và công trình lớn thuộc sở hữu các nhà tài phiệt. Ukraine không còn gì để dâng cho phương Tây, lối thoát duy nhất là tài sản thuộc sở hữu các nhà tài phiệt mà bản thân ông Zelensky đang hướng tới. Đây là một cuộc chiến khó khăn dành cho ông Zelensky, nhưng nó là nằm trong kịch bản của giới tài phiệt phương Tây. Nếu dự đoán của tôi trở thành sự thật, thì năm 2023, chúng ta có thể chứng kiến một cuộc chiến xảy ra giữa Zelensky và các nhà tài phiệt, chứ không phải cuộc đối đầu giữa Moscow và Kiev. Đây là những gì bất ổn nhất đã đang chờ đợi chính quyền Kiev trong thời gian hiện tại. Gọi là thời kỳ cam go khó khăn nhất cho cả tập thể phương Tây và cho cả Ukraine. Còn Hoa Kỳ đứng đầu lãnh đạo tập thể phương Tây vẫn muốn làm suy yếu Nga. Nhưng câu trả lời làm sao để làm suy yếu thì tất cả những gì đã đẩy hết lên Nga rồi. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, điều đó nó không xảy ra. Mà người ta chỉ thấy tập thể phương Tây đang suy yếu, mất niềm tin, mất tín nhiệm và đang cố gắng sử dụng con đường độc tài cực đoan của mình để khống chế đồng minh chư hầu, từ đó tạo sức ép cho phần còn lại của thế giới. Nhưng mà xã hội ngày hôm nay là thế kỷ 21, nó không còn thời kỳ để cho Mỹ
thích làm gì thì làm nữa. Nó không còn cái điều đó nữa. Tất cả mọi thứ đã dần thay đổi theo thời gian, và đặc biệt sau ngày 24 tháng 2 năm 2022, nó đã khẳng định điều đó, rằng thế giới đơn cực khai tử từ đây. Nó không thể tồn tại trong một thế giới hiện đại như bây giờ. Thế giới hiện đại nó cần phải được luật pháp quốc tế thực thi, chứ không phải là một trật tự thế giới dựa trên luật lệ quốc tế, nhưng là luật lệ do Mỹ đặt ra được. Yếu tố đấy nó tạo ra sự mất công bằng cho cả nhân loại. Đúng không? Thì đây là những gì Vũ Quang muốn cập nhật cùng với quý khán giả trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.